ให้ปอกินจะได้บอกจะคักกุ๊กหัวในเจ้าก็ก่อนเดี๋ยวดูจะมาหลังใส่ล้วนดิน้าก็ได้บอกเยอะขั้นเลือกกันตั้งแต่ก้อนหยิบก้อนงามไหนเบ้ทำก้อนหยิบเบ้เนี่ยหยิบในอันเหนียวนะตอนไงเลี้ยงมาไก่ไก่เหมือนคนเลี้ยงมาเลี้ยงมาขนาดเลี้ยงเยอะแล้วการให้ได้มันจะหลังจะหมาละแต่การตัดใช่ไหมทำดีดำบางเฟยละดำบางเวลาบางชูจิ้มจิ้มจิ้มหน่อยเลยข้าวก็ก้อนหยิบตอนเขียวจิ้มมาขนาดเป็นมังเลยนี่ๆๆอันนี้อันนี้อันนี้การจับอักล้อมปิ๊บปิ๊บปิ๊บดูไรด้านไหนด้านไหนเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยด้านไหนเบ๊ะด้านไหนเริ่มจับแล้วด้านไหนก็ขึ้นด้านไหนปิ๊บปิ๊บอยู่ด้วยเนี่ยcon vừa đi tìm mang cái vừa là đường chân đi cẩn thận ô đường chân lắm ô đường chân là đi cẩn thận ô đường chân lắm từ từ vừa mới ngày nè ô mày là tình về tận dụng làm mang
khô. Tí đi về xong rồi lấy luộc xong rồi làm khô. Xong là không có dầu ăn nên làm dầu ăn. Mẹ nhớ. Chân rồi đấy nhỉ? Vô lại chân đó. Thưa ơi. Đi ổn đó con chân ấy. Lên 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 trên đó, lên trên vườn như thế nào. Trồng nó hết. Cái này chắc có nhỉ. Trồng hết đấy. Đó, đó. Đó, đó. Đó, đó. Biết bể mang không? Để ngay là phải thế này. Mình sửa tay. Mình có cái này lên. Đi. Bỏ đấy cao hơn lên hơi đấy. Cho nó mọc mai lên làm măng. Lên làm cây thì có làm măng. Cao phê đấy. Ui dù, ui, mặt ơi. Mang cao nhanh thật đấy. Trời nắng nắng thì không thích cao nhanh, trời mưa cao nhanh thật. To thôi. Ô, có sâu rồi. Có mang không sữa ơi?
thôi. Và mang to nhỉ? Ừ. Và cũng được mấy con to hết đấy. Để đâu? Để xung quanh này. Để rộng mệt thật đấy. Cái này mang trắng trắng. Lấy cái này ra đi. Sữa ơi. Ừ. Sữa cầm cái gùi to đấy, sữa đi bẻ vậy. Ừ. Anh bẻ, anh bóc nó cái này ra. Đi tìm xem trên đây có. Cái gì tài lại đen này. Xong rồi. Nhiều đấy. Trên kia có nhiều lắm. Trên kia? Ờ. Để được một gùi rồi. Một tí. Có nhiều lắm. Có. Bốc hết cái này xong lên trên bể. Ờ. Hai cái gùi này chắc cũng đầy gùi ấy nhỉ. Ừ. Là mọng nhiều lắm. Nếu về làm măng cuốn thì to. Cái măng này lấy làm măng cuốn thì nhỉ. Ờ. Ui xô, mang này to khổng lồ luôn, nhiều. Toàn mang to. Toàn là mang đẹp to. Đẹp thật đấy. Cái này bốc mới sướng này. Nó đẹp luôn. Hết đi nhỉ. Bỏ cái gùi bé này đi. Bỏ cái này đầy xong tí lấy cái đấy đi. Đây đi. Xem mấy cái ngán ngán này. Ở dưới. Đi đảo đi. Cái này lấy làm thế này nhỉ? Ừ. Ít nhỉ, chưa đủ mấy nhỉ?
Cứ bỏ ra một tí xếp sau. Đi. Tí nhiều hơn. Chân à? Ừ, chiếc chân đấy. Mang bỏ đây mà. Ừ, bỏ đây lên trên để cái đấy. Bỏ đây đi. Đấy. Nhét xuống. Mặn to thật đấy. Ư, mặn thế đấy. Đi ra đây đi. Cái này lấy sao? Biết được một người chưa?
Đấy, mấy cái nó ở đây. Cái này bé. Đây nè. Được. Đi về thôi nhỉ? Lấy bằng này trước đã. Mai mình lấy nhiều hơn. Ý dạ, đến đường sáng này. Mang về à? Ừ. Ô, mang to nhắm rồi thấy nhiều lắm rồi. Ui giời, cái này nặng hơn cái này. To khỏe, có sức nhỉ. Không, thế này. Tay giờ không đi rồi.
Ui dồi. Ua. Sôi rồi. Nhà tầng này là mấy anh nào là mấy chắc cũng được lấy một cái chỗ bộ ấy chứ nó không bỏ mấy được. Thank you.
Hôm nay nó khô, nó khô vậy thôi. Mà đun được là hầm bao, nó khô.
mình ngâm nước lá nó bị là nó lại không khô á.